Hello, tên là Giáo, tôi xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay tôi biết được cuộc hành trình buổi sáng. Thì có nhiều bạn hỏi buổi sáng tôi sẽ đi đâu và làm gì. Thì thường buổi sáng thì tầm 7 giờ thì tôi thức dậy sớm để mà đi kiếm việc ăn. Thì con đường tôi đang đi là con đường Phạm Hùng. Này con đường Phạm Hùng nha cô chú anh chị. Mới buổi sáng nên người đi đường mỗi cửa hàng xung quanh đây nè, hiện tại không có bán nè, còn đóng cửa. Đây bán bún đậu cô Liên bên trái nè, trà sữa Aegon nè, giờ này chưa mở đâu, khoảng 8 giờ người ta mới mở cửa hoạt động nha cô chú anh chị. Rồi đây là ngã tư đường An Ninh và Phạm Hùng, giờ tôi quẹo trái nè, quẹo trái là con đường Nguyễn An Ninh. Con đường Nguyễn An Ninh này là cái con đường khá là nhiều người dân kinh doanh buôn bán đồ ăn, thức ăn, thức uống á, tại đây trên hai con đường này. Trên con đường này không chỉ vậy thì sáng cũng có nhiều cô người lớn tuổi ấy, người ta đến ghé lại uống cà phê nữa, thưởng thức cà phê sáng. Như cô chú chị thấy một cái nơi mà địa điểm ăn uống nghỉ ngơi dừng buổi sáng không ngồi nói chuyện tám dốc á nè. Đây là nơi bán hủ tiếu mì cơm nè, bên trái nè, bên phải này bán xôi nè, bánh ướt nè. Như cô chú chị thấy hôm nay là chủ nhật nên người dân ta còn ngủ chưa thức nha. Thường thứ hai thứ sáu là cái khoảng thời gian đó người ta đưa con ta đi học á, hoặc là những học sinh á, người ta mua đến đây nè, ta mua đồ ăn rất là đông luôn. Đây bán đủ loại đồ ăn hết chưa, xôi, gà, thịt, rồi cá, bún riêu, cua, cơm gì đủ thứ hết. Đó, trên là đường này bán hai con đường nè. Để tôi chạy hết nguyên đoạn đường Nguyễn Ninh cho cô chú chị. Bán sáu bán nhiều vậy mà tôi thích một điểm mà tôi ăn chỗ này. Mà tôi mua về tôi ăn không à, chứ ít khi nào mà tôi ăn tại chỗ lắm. Đây tình hình trong mùa dịch á. Rồi, còn đây là xanh đỏ ngã tư đường. Chạy thẳng luôn là đường Nguyễn Ninh, quẹo trái phải là đường Nguyễn Trung Trực. Tôi tiếp tục chạy thẳng. Đi tầm bánh sáng ở đây thì bên góc bên trái nè, cô chú chị thấy thì ở đây bán bánh nước nè. Bán hộp bánh nước cũng khá là đông người lắm, mua ở đây nè, chen chúc nhau đợi chờ mua. Ở khu này thì có tiệm tạp hóa, quầy thuốc, bán đồ ăn uống cũng có khá là nhiều. Ở trong ở cái con đường khu vực này thì không sợ đói bụng nha. Ngày nào chỉ cần đi lộ bộ ra là ăn có chỗ ăn à. Chạy thẳng đó là ngã ba đường. Quẹo trái quẹo phải là đường Ngô Quyền nha cô chú anh chị. Đây. Tôi quẹo bên phải. Đây quẹo bên phải. Bên phải đường Ngô Quyền nè. Quẹo qua lộ mua đồ. Thì thường tôi mua một hủ tiếu mì ở đây cũng bán cơm nữa. Làm một mì tươi đem về á. Mì tươi sợ lớn nha. Bán cơm, bán canh nuôi, thịt, cơm tép, thịt nướng nữa kìa. Rồi, 25.000 luôn. Đây, 25.000, rồi, cảm ơn. Rồi khi mua đồ ăn xong bây giờ thì tiếp tục là phần đi chợ mua đồ, nhưng mà thôi tôi quay vòng vòng cho cô chú chị coi ha. Cảnh chợ buổi sáng nè, chợ Bắc Sơn buổi sáng giờ đông như thế nào, để tôi quay cái con đường này đi tới chợ luôn. Là 12 ngàn, không đủ.
đây đây phía ngoài lòng nhà chợ nha. Bắp thái mặn đầu 1 kg 3.000 qua lòng một đỏ, một bắp 10 ngàn. Bắp cái 10.000 10.000 cái bắp. Bắp bắp 10.000 100. Thể thao 4 cái 100 của anh. Bắp bắp 10.000 6 thùng 3 cái 100. Thể thao 4 cái. Đi dạo bên ngoài thôi. Đi dạo lướt sơ ngoài trên lò nhà chợ lòng. Ở ngoài chợ đồng, ngoài nhà chợ nha, ở chợ Bắc Sơn. Còn đi bên trong chợ Bắc Sơn là khác nữa. Ồ, bán rau củ quả đầy đủ hết. Thường tầm buổi sáng khá là nhiều người đến đây để mua đồ luôn cô chú anh chị. Nên đi sớm nha. Đi sớm để còn có đồ ăn tươi ngon. Đi trễ quá là không có gì đâu á. 6 giờ rưỡi đi lên anh đây mua đồ được rồi. Có hai con đường. Một là ta chạy thẳng luôn, hai là ta chạy nhà vòng chợ á thì quẹo ta trái nha. Còn tôi thì tôi không quẹo vô đâu. Tôi chạy thẳng luôn. Chạy thẳng vào bên ngoài chợ thôi. Này tại ngoài quay lướt sơ cho mọi người coi thôi. Ồ, ai dạ. Ngày xưa chợ cũ người ta bán ngoài này không nè. Sau này á người ta xây cái chợ nhà lòng mới rồi bán bên trong, bên góc trái nãy nữa. Tính cho quay chị vô cho cô chú anh chị xem á mà không quay vô. Đây bán xoài gà vịt. Ôi xoài ký giờ có 10.000 à. Hồi này gọi là xoài keo. Bên phải là cô chú anh chị thấy nè, xoài keo 10.000, cam thì 22.000. Giá chuối, cá lóc rồi bán đầy đủ. Ồ, cá lóc không bự lắm nha. Mới có 7 giờ sáng thôi mà nhiều người đi gì đó, rồi tầm 8 giờ sao đây, đông lắm á. Bởi vì đi sớm thì mua sớm sớm đồ ăn. Trễ quá không có gì ăn luôn. Chàng lắng lòng quá ta. Chúng ta chạy thẳng hết cái con đường này á, thì sẽ đâm ra cái con đường Nguyễn Trung Trực, đường lộ chính nha, ở thành phố Giá này. Chợ Bắc Sơn đông tương đương với chợ Gạch Sỏi ở thành phố này. Rồi ra ngoài đường đây, đường này là đường Nguyễn Trung Trực nha cô chú chị ơi. Bây giờ tôi chạy hướng ra khỏi trung tâm thành phố nha, hướng về Gạch Sỏi. Đây là cổng chào Tam Quan, đại diện cho thành phố Rạch Giá mình. Ai vô đây là biết liền Rạch Giá đó, có một cái cổng chào tam quan cổng lớn như thế này. Thường ở đây tối người ta mở bán điện thoại nè, rồi bày bán đầy đủ nha. Sáng thì cũng hạn chế, ở đây cũng có thấy bán phở nè. Rồi cái đường này là ngã tư đường, giữa đường Lạc Hồng, trái phải Lạc Hồng, chạy thẳng là đường Nguyễn Trung Trực. Còn đây là tiệm salon xe Kim Điệp, xe có máy lớn nhất ở thành phố này, giá này đó. Mọi con thấy không, cặp kế bên có cây xăng, rồi thấy bộ chỉ quân quân đội đây. Xung quanh đây là có nhiều cửa hàng bán đồ trang sức, rồi quần áo giày dép đầy đủ hết luôn. Nhưng buổi sáng này giờ này ta chưa mở đâu, tầm khoảng 8 giờ đó, thì khu sinh dục trong đây ta mới mở nha.
để với người dân buôn bán tầm 8 giờ bán ba quần áo rồi nọ giày dép đồ đó, thì khoảng 8 giờ tao mới mở cửa. Đấy, mình tưởng thôi là ở đây nó buồn không có bán rồi, mà chắc có bán á. Tiếp tục tới đèn xanh đỏ ngã tư đường, giữa đèo trái đèo phải là đường Đống Đa, còn chạy thẳng vẫn tiếp tục là đường Nguyễn Trung Trực. Hôm nay hên quá, chạy toàn đèn xanh thôi, hồi trước chạy toàn đèn đỏ đậu cũng chết luôn. Cái con đường Nguyễn Trực là con đường khá là dài, ngày xưa đâu có cái con đường chơi cái con đường mà khu lấn biển á, thì mọi người dân á đều ở huyện lên hay các tỉnh khác á đều phải đi con đường này à, để đi ví dụ đi ở Long Xuyên muốn đi lên Hà Tiên phải đi qua con đường này mới lên Hà Tiên à, hoặc qua con đường Lâm Ki, đường Ngô Quyền. Bây giờ là có con đường khu lấn biển, khu lấn biển này gặp con đường Phạm Hùng, Toán Hai và đường Tôn Thắng. Giờ quá nhiều đường rồi, thì con đường Nguyễn Trực này nó giảm bớt tải người xe tải đi qua lại rồi, nó hạn chế luôn, cũng không cho lưu thông đây trên tên con đường này nhiều. Cách vài căn hộ thì lại có một cái điểm bán đồ buôn bán tạp hóa hay là điện thoại đó, giày dép quần áo, thì có cách khoảng 3-4 căn nhà là có trên con đường Nguyễn Trực này. Dù đi khỏi trung tâm thành phố thì dài con đường Nguyễn Trực này, chỉ khi nào đi ra khỏi khu vực mà cầu Cà Sỏi á, thì qua khỏi hết cầu Cà Sỏi chuyển trong thành các quyện á, thì nó hạn chế bớt người bán, người dân buôn bán đồ thôi. Hôm nay chủ nhật ngày nghỉ nè, cũng ít ai cũng nghỉ ngơi ngủ nhà sớm, đâu có ai thức sớm đâu, ở trên đường thấy xe cũng còn ít. Cũng lâu lắm rồi cũng không có chạy ra đường phố quay lại những cái cảnh đẹp ở trên con đường phố Thạch Giá cho cô chú anh chị xem, thì hôm nay có dịp quay con đường như vậy cho cô chú anh chị. Mong rằng thì được mọi người quan tâm theo dõi, thì nhớ bấm like và đăng ký ủng hộ kênh giáo dục tôi nhé. Đây là đèn xanh đèn đỏ ngã ba đường, nếu quẹo trái là con đường mặt cũ. Ủa lộn, nếu quẹo trái là con đường Nguyễn Văn Cừ. Quẹo trái đường Nguyễn Cừ chạy thẳng luôn khoảng con đường Nguyễn Trực nghe cô chú anh chị. Ở đây thì tôi thấy tập trung là bán trà sữa là nhiều lắm. À, cô chú gì nãy giờ thấy rồi đó, cứ cách đâu có nhà lại có cái tiệm bán đồ quần áo hay là bán cái gì là kinh doanh mặt hàng thiết yếu rồi đó, cuộc sống hàng ngày người dân đây nè. Trên con đường này thì nói chung á, đi con đường Nguyễn Trực là rất là nhiều đèn xanh đỏ, chạy chút xíu là có đèn xanh đỏ nè. Bây giờ đây xanh đỏ nữa nè, đây là ngã tư đường đó, giữa đường Trần Quang Khải và đường Nguyễn Trực đó. Trái phải là đường Trần Quang Khải, chạy thẳng là đường Nguyễn Trực. Mọi người thấy không, đây là cái sở phòng cháy cháy, cặp bên là cảnh sát phòng giao thông đường bộ. Đây những địa điểm chính, cặp bên đây nữa là hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, cặp bên nữa là sở công thương. Mình có tờ phải này, đây là ngã tư đường, cái đường quẹo trái phải là đường Ngô Gia Tự nha, rồi chạy thẳng là đường Nguyễn Trung Trực. Còn bên tay phải này là khách sạn Sài Gòn Thạch Giá nha. Khách sạn này bây giờ là VIP lắm á.
mới chuyển xanh đỏ xong giờ đi xanh đỏ nữa nè. Đây là ngã tư đường, rẽ trái rẽ phải là đường Lê Hồng Phong, chạy thẳng là con đường Nguyễn Trung Trực. Ở góc đường này thì có một cái quán cà phê, cũng khá là nhiều người đến đây uống cà phê thưởng thức, tại nó nằm trên góc phố mà đông người uống đây lắm. Quán cà phê sạch oxy. Cặp bên vòng vòng ở đây thì có nhiều hộ gian bán giày dép, khu vực này cũng có bán gà vịt quay nữa nè, trái cây đồ. Rồi, kênh Thì Giáo Về Tươi cũng cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi hết cái video này. Thì mong rằng cô chú anh chị nhớ bấm like, đăng ký, ủng hộ kênh Giáo Về Tươi nhé. Thì tôi sẽ cố gắng quay nhiều video để gửi đến cho cô chú anh chị xem. Và mong rằng cô chú anh chị nhớ theo dõi thường xuyên và mọi đóng góp ý kiến để lại phần bình luận dưới phần video này nhé. Và bây giờ xin kính chào cô chú anh chị nha.